chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm ở đây, dù chưa có nhiều người hưởng ứng loại cỏ này. Và ở khu vực này, tôi đã thử nghiệm trồng cỏ. Chúng tôi đã trồng một chỗ kia chỉ một vài điểm và cỏ Brachia đã trở lại. Nhưng ở đoạn kia thì chỉ có loại cỏ Tanzania. Tôi tin rằng cái thử nghiệm này cũng giống như cách những nhà nghiên cứu đầu tiên tạo ra một hệ thống voisin đã thực hiện. Với những ai chưa biết về hệ thống voisin, thì đó là một hệ thống được tạo ra bởi người Pháp có tên là André Voisin. Ông ấy đã nghiên cứu về cỏ Avila và tìm được mối liên hệ giữa chăn nuôi gia súc và tính sinh học của cỏ để quản lý cỏ. Cụ thể là sự phát triển của cỏ, chu kỳ phát triển của cỏ và thời gian phải có gia súc trên đồng cỏ. Tôi nói về hệ thống voisin là vì chúng tôi tuân theo đặc điểm sinh học của cỏ. Và ở đây chúng tôi cũng có nuôi bò. Dọc đây là các cây lấy quả. Và cây thân gỗ thì chúng tôi đã trồng ở hàng này. Chúng tôi dựa theo đặc điểm sinh học của cỏ và cắt cỏ vào đúng thời điểm. Tôi cắt sâu xuống vì tôi đã phạt cỏ ở phần trên. Chỉ còn lại vài cm cỏ. Phần cỏ này sẽ tự bón phân cho chính luống cỏ này và cải tạo đất mặt. Đó chính là lý do tại sao tôi nói để 1/3 cỏ cho bò, 1/3 cho bón đất và 1/3 để nuôi bãi cỏ. Và ở đây, ở chính giữa, chúng tôi sẽ trồng một hàng cây mới, cây tiên phong cho tương lai. Ở tầng thấp, ban đầu chúng tôi đã trồng lúa mì và yến mạch ở đây. Nhưng bề ngang của hàng này dài quá, rộng đến 6 mét, nên chúng tôi sẽ giảm xuống còn 3 mét thôi. Và sau đó, khi cây đã sinh trưởng, tạo ra sự phân tầng, tầng thấp, trung bình, cao và tầng vượt trội, tất cả chúng sẽ tạo đủ sinh khối để che phủ toàn bộ cả đường 3 mét này. Sau một thời gian, cỏ dại sẽ được quản lý bởi vì chúng ta đã tạo được một tấm đệm hữu cơ lớn và có nhiều bóng râm hơn, cỏ dại sẽ không thể mọc vào rễ được nữa. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ có rất nhiều loại cây cho quả. Đã có ai sử dụng công nghệ cỏ này ở quy mô công nghiệp chưa? Công nghệ cỏ này sử dụng sức mạnh của cỏ, làm cỏ dại phải thoái vị ở đảo Matanik này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những hình ảnh thể hiện kết quả của việc này. Một nhà chuyên canh chuối đã bắt đầu thử nghiệm nghệ thuật tuyệt vời này ở Martinique và một người nông dân ở đây tại Brazil đã dùng một vùng đất bị suy thoái và dần chuyển đổi nó thành một hệ thống luân canh giữa cỏ và cây. Những cái ta thấy ở đây chỉ là một phần rất nhỏ của tiềm năng to lớn của việc sử dụng cỏ như một công cụ để trồng rừng. Tất cả ở đây đều là cỏ savan châu Phi. Usar as gramíneas da savana africana, que todos aqui são gramíneas da savana africana, como ferramenta para plantar floresta. Então essa é a consultoria que Ernst deu já há alguns anos atrás para um produtor de banana que exporta banana para a Europa, na Martinica. Vâng, cách đây vài năm, công ty tư vấn đã đưa cho một nhà sản xuất chuối ở đảo Martinica, gia đình ông Anberry, họ chuyên trồng chuối xuất sang châu Âu. Và thử nghiệm này được làm 3 đến 4 năm trước khi nhóm tư vấn vườn rừng bắt đầu vào tư vấn. Khi đó, họ đã sử dụng glyphosate để diệt cỏ giữa các hàng trồng chuối. Bước đầu tiên, họ trồng cỏ trên toàn bộ khu vực. Sau đó, họ dùng một máy gặt và cắt cỏ này khi cỏ đủ lớn để tạo thành các cái luống cỏ giữa các hàng trồng chuối. Bạn có thể thấy đấy, cứ 5 mét sẽ có một khóm chuối được trồng với một cây khác và cỏ được dùng để che phủ cho chuối. Chuối được trồng thành hàng, điều quan trọng là phải trồng cỏ trước. Bởi vì khi bạn trồng thành hàng thì bạn đã có một lượng sinh khối từ cỏ bao phủ các luống cây. Vì thế cỏ dại và cây cỏ carapicho, một loại cỏ có gai sẽ không mọc được nữa vì được tấp ủ với sinh khối tạo ra. Anh ấy đã trồng các loại cây có thể trồng kèm với chuối, đậu, cà chua, đu đủ, cây họ đậu, bạch đàn. Chuối đang phát triển cùng các cây khác trong hàng này. Như ở đây chúng ta thấy có cà chua và bạch đàn. Và cái máy nhỏ ở phía trước này là một máy gặt kéo bằng thủy lực. Nó cắt cỏ và thu cỏ luôn. Và một người đi kế bên cào cỏ là vì các cây con còn nhỏ, họ không muốn cỏ rơi trên mặt luống. Máy gặt này thì vẫn chưa lý tưởng lắm vì cỏ rơi song song chứ không vuông góc với hàng cây. Sẽ là lý tưởng nếu cái máy này tạo được hai xấp cỏ ở hai bên và một hình lõm ở giữa. Nhưng nó là một quá trình học hỏi phải không nào? Chúng tôi chưa có được như thế. Chúng tôi cần nghiên cứu máy móc thích hợp hơn cho công việc này và cần thêm thời gian để điều chỉnh máy cho tác vụ này.
bởi vì chưa có nhu cầu về máy này trước kia, do mọi người còn rất xa lạ với nền nông nghiệp không diệt cỏ mà đã được Ernest khởi xướng. Ở đây, Patrick và gia đình ông ấy đã ứng dụng nguyên lý nông nghiệp này và dạy tôi cách kiểm soát cỏ trong trồng chuối. Họ không dùng thuốc diệt cỏ và cắt cỏ từ 8 đến 12 lần một năm. Như thế, bạn có thể hình dung được lượng sinh khối tạo ra cho hàng cây này và hệ thống nông nghiệp rất khỏe mạnh. Sự sống của hệ thống sản xuất này thật kinh ngạc. Ở quy mô lớn hơn, ông ấy đã triển khai trên 5 hectare. Bạn thấy đấy, hệ thống này có chuối, bạch đàn, trùng ngây. Và điều thú vị nhất trong hệ thống này là khi phát triển cùng nhau, bạch đàn có bộ rễ đâm sâu xuống và chuối sẽ bám theo rễ cọc của bạch đàn để đâm sâu xuống. Nên đây cũng là lợi thế của việc trồng với mật độ dày, không có cạnh tranh và chỉ có cộng sinh với nhau. Chiếc máy này được dùng ở đây để bao các buồng chuối cũng rất là thú vị vì họ bị vấn đề bọ trĩ nên để không có những chấm đen trên quả chuối, họ dùng một loại túi và máy đặc biệt để bao trái. Ngày nay, họ cũng dùng máy để cắt tỉa cây. Ở đây, cây được cắt tỉa và tất cả sinh khối cũng được phủ cho các hàng chuối. Cái máy này có người ngồi điều khiển, anh ta điều khiển chuyển động của máy bằng chân ở đây, sau đó tất cả các vật liệu được sử dụng làm phân bón. Và khi tỉa cành sẽ cho thông tin về độ tăng trưởng của cây, ta dùng thông tin đó để tối ưu hóa hệ thống nông nghiệp. Hãy nhìn này, hệ thống này như một nghệ thuật vậy, như bức tranh của Michelangelo. Thật sự tuyệt vời khi thấy một hệ thống nông nghiệp không dùng thuốc trừ sâu, nhưng sâu bệnh trên thực tế lại giảm. Và bạn có thể nhìn thấy các phân tầng, bạch đằng ở trên, và ở giữa thì họ trồng cacao cùng hàng với chuối. Trồng cacao ở đây, có cacao ở đây, có cây cacao khác và cây cacao ở đây nữa. Bạn có thể thấy các bụi chuối họ để lại không nhiều cây con. Mỗi bụi chuối ở đây chừa một cây mẹ, một nhánh con và một nhánh bé nữa. Ở đoạn này thì không nhiều lắm, chỉ một thân chính. Và tiếp theo là cây cacao. Nhìn từ trên xuống là đu đủ, chuối, đu đủ, chuối, đu đủ, chuối và cỏ. Nhìn vào sức sống của hệ thống này, ta có thể thấy quá trình tương hợp năng lượng hoạt động hiệu quả, toàn bộ hệ thống được đẩy tốt. Nhìn vào những hàng cây này, sức sống của nó rất rõ ràng. Ở đây chúng ta có trùng ngây, tầng đỉnh có bạch đàn. Và ở mép đây là cỏ Mombasa với mật độ dày. Ở đây có vòng tuần hoàn đang liên tục diễn ra. Hẳn là bạn còn nhớ là chúng tôi muốn hướng đến một cánh rừng. Bạn có thể nói rằng quá trình này không phải là một hệ thống nông lâm kết hợp. Chúng tôi đang ở trong tiến trình hình thành rừng và đây là tiến trình đó. Có nhiều lần chúng tôi đã được tới xem các cái hệ thống được gọi là nông lâm kết hợp nhưng lại phụ thuộc vào phân bón, phụ thuộc vào hóa chất độc hại. Hệ thống như vậy thì nó không hề hiệu quả và năng suất. Ở hệ thống nông nghiệp tương hợp năng lượng này, chúng tôi thích sự sống. Hãy nhìn cái đám giun đất cỏ ở đây. Chúng tôi không còn dùng hóa chất độc hại nữa. Bộ rễ của cây đi sâu hơn vào đất. Đất được cải tạo nhờ các vi sinh vật sống trong đó. Giun đất giúp cải tạo đất. Bí mật chính là rễ ăn sâu trong đất. Người dân địa phương nói rằng khu vực này có rất nhiều bão. Với hệ thống này thì vườn chuối của họ ít bị thiệt hại hơn so với khi họ trồng chuối độc canh. Những trận bão cuồng phong ập vào đảo theo chu kỳ, không phải năm nào cũng có bão, nhưng có một thời kỳ thành phố hứng chịu những trận cuồng phong từ vùng Caribe phá những đồn điền chuối độc canh. Ngày nay nhờ những cây ở trên, khi có bão, cây sẽ cản gió, không xuống thấp được nữa, nên cây chuối đứng vững hơn nhiều. Thưa các bạn, đây là những gì chúng tôi muốn chia sẻ qua ví dụ ở vùng Martinique. Ở Brazil, chúng tôi có hai ví dụ áp dụng phương pháp quản lý nông nghiệp này. Hình ảnh bạn đang nhìn thấy ở đây là ở Unas Minas Gerais, gần quận Liên bang. Cặp vợ chồng Luis và Luciana đã bắt đầu câu chuyện từ đây. Khi họ mua trang trại này, lúc đó không có cây gì, cũng không có nhiều cỏ. Ở Brazil, chúng tôi ước tính có khoảng 12 triệu hecta đang bị suy thoái. Bộ Môi trường ước tính có khoảng 30 triệu hecta. Đây là một ví dụ về một khu vực bị suy thoái, chỉ còn lại một ít cây bản địa và không có cây gì khác mọc trên đó. Họ đã áp dụng các kỹ thuật và nguyên tắc của nông nghiệp tương hợp năng lượng và cũng trên khu đất thoái hóa đó, họ đã có thể tạo ra được những hàng cây với nhiều loài cho tán, cỏ Mombasa, xen trong đó là chuối hột, đu đủ, có mâm xôi ở đây.
Dự án này được thực hiện ở Minas Gerais, UNAS vào năm 2014. Một kinh nghiệm thành công khác đã được đưa tin trên bản tin nông thôn của vùng Global Rural, đó chính là trang trại Toca ở vùng sâu của thành phố Sao Paulo. Người chủ trang trại là Pedro Paulo Diniz. Ông đã hợp tác vài năm với Hermes. Ông Paulo là nhà sản xuất lớn đầu tiên, tin rằng có thể làm nông nghiệp theo cách khác, và ông ấy đã nhượng lại khu vực này cho Hermes, tài trợ cho tất cả các mô hình mà Hermes muốn làm trên trang trại. Kết quả là chúng ta thấy ở đây có chuối, bạch đàn, cam quýt và cỏ Mombasa được trồng giữa các hàng. Có nhiều khu vực khác cũng như thế này. Một vài khu trước có trồng mía và được trả lại vì không thể trồng được nữa. Đây là một minh chứng rằng không có đất xấu, không có đất nghèo dinh dưỡng. Những ví dụ thành công này nếu được những người nông dân ở Brazil áp dụng, chắc chắn sẽ tăng năng suất nông nghiệp. Đến đây, chúng tôi đã đưa ra hai ví dụ về cách sử dụng cỏ savan châu Phi như một công cụ để tái thiết và nuôi dưỡng rừng của chúng tôi. Então a gente chega naquele ditado que o Ernest diz que não existe terra fraca. O que existe é terra mal cuidada. Então são grandes exemplos de sucesso que se os produtores adotarem, eu não tenho dúvida, o Brasil vai produzir muito mais do que hoje. Então nós vimos dois exemplos. Nguyên tắc cơ bản là lựa chọn thời điểm chính xác để cắt cỏ. Ở vùng Cerrado này, chúng tôi đang cắt cỏ vào đầu mùa mưa, khi đó cỏ đã trải qua thời kỳ phát triển chậm do trước đó là cả mùa khô. Và lần nữa là vào cuối mùa mưa chúng tôi sẽ cắt cỏ, chứ không phải là trong mùa mưa. Bây giờ đang là tháng 5. Um corte do capim, quando ele passou toda a estação seca lentamente crescendo, depois no meio da estação chuvosa. Sẽ còn mưa một hoặc hai tuần nữa thôi và sau đó sẽ không còn mưa nữa. Vì thế, nhất định là phải cắt cỏ trước cơn mưa cuối cùng. Nghĩa là trong khoảng thời gian mà bạn nghĩ rằng trong hai tuần sẽ không có mưa nữa. Bởi vì khi bạn cắt cỏ trước cơn mưa cuối cùng, trong đất sẽ có độ ẩm để cỏ nảy mầm. Ở đây là cỏ Mombasa đã trưởng thành cùng với cỏ Brachyria. Chúng tôi đã cố gắng thiết lập cỏ Mombasa, nhưng do đất bạc màu nên phải kết hợp hai loại. Sau 34 năm, giờ chúng tôi đã thấy cỏ Mombasa bắt đầu xuất hiện. Như chúng ta đã thấy ở đây, ở giữa là cỏ Brachyria. Đất đã trở nên màu mỡ hơn và cỏ Mombasa bắt đầu phát triển. Tuy chưa thành các cụm cỏ khỏe nhưng nó đã bắt đầu hình thành. Và thời gian tới với độ ẩm, cỏ sẽ mọc lại và đi qua được mùa khô, có nghĩa là đến 4 hoặc 5 tháng không có một giọt nước hoặc không một cơn mưa. Não é uma touceira forte ainda, mas ele está chegando. Então, a gente cortando agora, vai ter umidade, ele vai rebrotar e vai passar a estação seca. São 4-5 meses sem uma gota d'água, sem zero de chuva. Outra vantagem, nós vamos ter fotossíntese na seca. O capim vai rebrotar e vai manter verde. A segunda vantagem é que nós não vamos ter problema de fogo, porque se a gente deixa a braquiária amadurecer, esses capins amadurecerem agora e não corta, eles vão amarelar, vão amadurecer. E aí vão ser muito mais suscetíveis. Một lợi thế khác mà chúng ta có thể có là cỏ quang hợp trong mùa khô. Cỏ sẽ mọc lại và vẫn xanh tươi. Lợi ích khác là chúng tôi sẽ không phải lo về vấn đề cháy trong mùa khô, bởi vì nếu chúng ta để cỏ Brachyria mà không cắt thì chúng sẽ già và héo đi. Cả cánh đồng cỏ khi đó sẽ dễ bị cháy hơn nhiều. Mọi người trong khu vực của chúng tôi khi cắt cỏ thành đường trước cơn mưa cuối cùng, như là bây giờ thì trong toàn bộ mùa khô, cỏ vẫn xanh lá. Đó là những gì mà chúng tôi đang làm. Ở đây là một số máy mà chúng tôi đang sử dụng. Chúng tôi cũng muốn tìm một chiếc máy tốt nhất mà vẫn chưa tìm được ở Brazil. Trên thế giới có những công nghệ máy cắt cỏ tự động, Vivo Machinas ở Úc và Thụy Sĩ. Ở Brazil, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc máy nào mà khi cắt cỏ, cỏ cắt được nhanh và gọn nhất. Cũng có thể là tôi chưa biết hết, nhưng không phải là việc cắt cỏ nhanh gọn mà máy còn phải đánh được các vụn cỏ thành hàng. Như vậy, tới đây chúng ta đã thấy cách sử dụng cỏ savan châu Phi ở đây như một công cụ để tái thiết lập rừng. Đây chính là một sáng kiến tuyệt vời của Ernest. Và chúng ta thấy rằng cỏ không chỉ là nhà máy NPK, mà nó còn là một ngôi nhà của vi sinh vật. Vì nó tạo ra chất hữu cơ kích thích sự phát triển của vi sinh vật. Nhưng không phải chỉ có cỏ, ở đây chúng tôi còn có một hàng bạch đàn kèm với chuối. Khi trồng tất cả các cây với nhau sẽ tối ưu hóa việc hấp thụ năng lượng từ mặt trời.
80% năng lượng mặt trời được chuyển đổi và đi vào rễ cây nơi nuôi vi sinh vật trong đất. Vì vậy, điều cần thiết là phải có cây trong hệ thống. Theo các nhà nghiên cứu, những loại cây thân thảo hàng năm chỉ hấp thu 20% năng lượng mặt trời, trong khi đó cỏ và cây có thể hấp thụ khoảng 40-60%. Vì vậy, chúng ta phải chăm sóc tốt nhà máy NPK này là ngôi nhà của vi sinh vật. Để làm được như vậy, cần phải cắt cỏ một cách sắc ngọt. Ở quy mô nhỏ của trang trại gia đình thì người nông dân có những công cụ như này để cắt cỏ và tạo ra được những vết cắt ngọt. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Đó, bạn thấy không? Vết cắt cỏ ngọt và không làm nát cỏ. Và đó là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã làm thí nghiệm với các máy cắt cỏ dạng brush cutter lưỡi tròn và lưỡi hái. Chồi cỏ tái sinh lại gấp đôi và tạo nhiều chồi hơn khi dùng những loại cắt ngọt như thế này so với các máy dạng brush cutter lưỡi tròn. Tôi sẽ làm mẫu với máy cắt lưỡi tròn và xem điều gì sẽ xảy ra. Ở đây hãy nhìn vào sự khác biệt. Cái máy làm cỏ bị bầm nát là vì ban đầu lưỡi dao còn rất sắc bén, nhưng chỉ sau 20 phút là lưỡi dao sẽ cùn đi. Khi đó cỏ bị cắt tung tóe và bị vỡ vụn, rất khác so với lúc dùng lưỡi hái lúc trước. Đây là một chiếc máy cắt tỉa hàng rào steel. Chúng tôi sẽ không gập nó xuống để cắt, mà sử dụng nó như một chiếc máy gặt. Nên phải rất cẩn thận khi dùng. Chúng tôi dùng chiếc máy này để tránh việc hình thành các cụm cỏ, ví dụ như để cắt những chỗ cỏ chưa đạt đến điểm cắt nhưng đã lấn sang các cây xung quanh. Ví dụ ở đây chúng tôi đã trồng gabiroba, loại cây nhỏ giống như những cây cam. Chúng tôi cắt cỏ ngang cho đến khi cỏ đạt đến điểm giới hạn cắt. Gabiroba, ou mesmo as laranjas. Então a gente vem e faz essa poda lateral até o capim chegar no ponto de corte. Ó. Então a gente vem aqui, ó. Se você olhar por aqui, você vai ver como ficou melhor aqui. Entrou muito mais luz para as nossas fruteiras. E a gente espera ainda o capim. Ở đây bạn thấy đã được cải thiện rất nhiều, có thêm nhiều ánh sáng và chúng tôi hy vọng cỏ sẽ mọc nhiều hơn cho đến lúc cắt. Chúng tôi không muốn cản trở cỏ vì Brachiara ra hoa rất nhanh vào mùa hè, còn cỏ Mombasa thì không. Nhưng cỏ Mombasa thì nở nhiều hơn vào cuối mùa thu như thời điểm này. Bạn sẽ cần cắt nó nhiều hơn vào mùa hè. Phần trên của nó bắt đầu khô và khi phần canela của cỏ Mombasa bắt đầu già, đó là dấu hiệu cần cắt cỏ. Còn ở đây thì nó vẫn màu xanh, có nghĩa là chưa đến lúc cắt, nó vẫn còn lớn tiếp được nữa. Hoa của cỏ cho ta biết về độ trưởng thành của hệ thống. Nó cho ta biết thời điểm cần cắt cỏ, và khi ta cắt cỏ, nó sẽ nảy chồi lại với nội lực bên trong, và nó sẽ truyền thông tin về giai đoạn tăng trưởng cho các cây khác trong hệ thống. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách thực hiện điều này với máy móc. Trên thế giới đã có rất nhiều các loại máy phù hợp để làm điều này, tốt hơn so với các chiếc máy này. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn xem một số máy móc được Trung Quốc sản xuất. Đây là một chiếc máy kéo nhỏ phổ biến ở đây. Máy cắt cỏ này có cái phần lưỡi dao cắt ở phía trước. Chúng tôi sẽ cho bạn xem. Ở đây, phần nhỏ này đang cắt cỏ. Bạn nhìn này. Bạn có thể nhìn thấy nó tạo ra một vết cắt ngọt. Đây là lợi thế của việc sử dụng cái máy cắt. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu một chiếc máy khác. Chiếc máy này là chiếc máy được Trung Quốc sản xuất. Chúng tôi đã mua chiếc máy này ở đó. Và nó không phải dành cho để cắt riêng thôi đâu. Ở đây nó có cái đầu nhưng chúng tôi đã tháo ra. Nó chính là một cái máy gặt và ở đây là cái tay gạt cỏ. Cái máy như thế này là lý tưởng. Nó không như cái này,
Nếu bạn thích chiếc máy này thì cho chúng tôi biết nhé. Ở những người có quy mô nhỏ thì sử dụng máy cắt cỏ lưỡi tròn nhỏ. Khi ở quy mô lớn thì những cái máy cắt khác nó sẽ tốt hơn nhiều so với những chiếc máy này. Chúng tôi đang thực hiện thể nghiệm để thể hiện cái chúng tôi muốn. Trong hộp này có hai lưỡi cắt, một lưỡi cắt dài 5 cm để cắt cỏ và lưỡi cắt 25 cm dùng để cắt và trừ lại 15 cm cỏ trên cánh đồng. Sau đó, cái lưỡi cắt ở vị trí cao nhất, ở phía trước, cắt các hàng cây trong hàng, còn dao ở phía dưới sẽ cắt sát gốc để chừa nhánh cỏ, làm phân ủ cho những hàng cỏ ở giữa hàng. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện cắt ở đây, cắt cỏ Mombasa và Lerando. Para adubar a entrelinha de capim. Então nós vamos mostrar isso aqui um pedacinho aqui no Mombasa, cortando e enleirando. Đây, bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ban đầu thì chưa lý tưởng lắm bởi vì bạn có thể thấy là cỏ bị tắc ở phía trước. Nhưng đó là điều tất nhiên với máy cắt. Và cỏ thì đã trong hàng cây. Nó sẽ là lý tưởng hoàn hảo nếu như máy cắt ngã cỏ ra như thế này ở đây. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ không phải chỉnh sửa gì nữa. Bạn tưởng tượng để phủ đều hàng cây này, chúng ta có ở đây rất nhiều sinh khối từ mép của hàng cây. Và bạn có thể thấy với máy cắt ngọt, ta sẽ có một vết cắt ngọt khác với máy cắt cỏ cầm tay. Vì vậy, tôi không khuyến khích bạn dùng máy cắt cỏ cầm tay trong canh tác độc canh cây ăn quả. Vì ý tưởng ở đây là dùng để tiêu diệt cỏ Bracharia ở giữa những hàng cây. Porque a ideia ali é matar a braquiária que está na entrelinha das árvores. E o que nós queremos não, nós queremos fazer a vida prosperar. Đó là những gì chúng tôi muốn, sự sinh trưởng. Nền nông nghiệp tốt nhất là nền nông nghiệp tạo ra sự sinh trưởng. Bạn có canh tác hữu cơ hay canh tác tự nhiên truyền thống, nếu bạn làm cho sự sống sinh trưởng thì đó là nền nông nghiệp tốt nhất. Khi làm nông nghiệp mà bạn chăm sóc để cho cỏ phát triển tốt nhất, để nó phát triển nhanh nhất, thì sức sống của nó sẽ truyền đến các hệ thống cây cối xung quanh. Đây là nền nông nghiệp của tương lai, với những máy móc nhẹ và đa dạng cây trồng trong hệ thống vườn rừng sản xuất.